ATM Lucky, cùng hạnh phúc, cùng thịnh vượng. Cụ thể, dọc các tuyến đường, các xe chở xoài mini buôn bán tấp nập. Chia sẻ về nguồn gốc xuất xứ của loại xoài này, hầu hết người bán cho biết đây là loại xoài nhập khẩu từ Trung Quốc, một số chỗ gắn mác Châu Đốc để bán chạy hàng hơn. Tuy nhiên, theo công ty quản lý chợ đầu mối Thủ Đức, xoài mini về chợ không phải xoài Châu Đốc mà 100% là xoài mút Trung Quốc. Lý giải lý do loại xoài được yêu thích, theo chia sẻ của một số khách hàng, cho biết đây là loại xoài hạt lép, màu đẹp, thơm ngon, có độ ngọt đậm và giá cũng không quá cao so với các loại trái cây khác. Đặc biệt năm nay, giá xoài mini rẻ hơn mọi năm là do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hiện giá bán lẻ cho xoài mini dao động từ 25-35.000 đồng 1kg, còn giá bán buôn là từ 15.000 cho tới 20.000 đồng 1kg, thấp hơn so với năm ngoái từ 15-20%. Cũng theo một số người bán cho biết, năm nay xoài Việt giá rẻ nhưng đa phần là xoài ba màu, xoài cát chu. Còn với xoài cát Hòa Lộc tại vườn giá rẻ nhưng khi tiểu thương ở chợ đôn giá lên cao còn đắt hơn so với xoài nhập nên ít được người dùng ưa chuộng.